Và kính thưa quý vị, một phần tác phẩm nghệ thuật của danh họa Gustave Courbet vào thế kỷ 19 được tìm thấy tại một cửa hàng bán đồ cổ, tin từ Paris. Một nhà sưu tập đồ cổ tại Paris đã may mắn tìm được một phần trên của một bức họa tranh sơn dầu khỏa thân danh tiếng đã bị bỏ sót lại từ danh họa Gustave Courbet vào thế kỷ thứ 19. Trong một sự tình cờ tại một cửa hàng bán đồ cổ, anh John đã khám phá một bức họa vô giá, chỉ còn phần đầu để lại một góc nhà, không một ai biết được, đó là một tác phẩm hội họa của danh họa Gustave Courbet còn sót lại. Theo nhận định từ một chuyên gia nghệ thuật tại Paris, ông John-Jacques Ferrier đã từng nhiều năm bỏ ra công sức nghiên cứu và tìm hiểu tranh ảnh danh họa Courbet và trả lời tới thông tấn xã Reuters rằng đây là phần trên của một bức họa sau khi triển lãm đã được lấy xuống và cất đi. Nhưng không hiểu vì sao thì phần đầu đã bị thất lạc và Viện Bảo tàng Triển lãm Nghệ thuật thành phố Paris chỉ có phần dưới bức họa khỏa thân của một người phụ nữ do danh họa Gustave Courbet phát họa. Ferrier rất vui mừng khi phần trên của bức họa tưởng chừng như không bao giờ tìm thấy, cuối cùng cũng đã được trở về nguyên thủy. Bức tranh sơn dầu người đàn bà khỏa thân được danh họa Courbet vẽ vào năm 1886. Bức tranh người đàn bà khỏa thân là một phần trong tác phẩm Musée d'Orsay. Danh họa Courbet đặt bức họa khỏa thân này với cái tên là The Origin of the World, hay tạm dịch là Sự Nguyên Thủy của Thế Giới. Họa sĩ Courbet thời bấy giờ với chủ trương là phát họa hình ảnh sống động và thực tiễn. Theo lời bình luận từ một tạp chí Paris, có lẽ ông Ferrier đã thiêu dệt câu chuyện vì chưa bao giờ nghe đến một bức danh họa Courbet bị mất phần đầu của The Origin of the World. Nhưng dù vậy thì bức tranh sơn dầu được tìm thấy đúng là nét vẽ của danh họa Gustave Courbet.